À, kính chào quý anh chị, hôm nay thì mẫu Santa Fe Hybrid vừa mới về tới đại lý Hyundai Tedo bên em. Quay luôn để giới thiệu đến anh chị mình xem qua mẫu xe này coi nó sẽ được trang bị những gì ha. Và nó khác gì so với con dòng xe là phiên bản Santa Fe mới sang cao cấp. Hybrid này thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó là bao nhiêu và giá của nó bao nhiêu? Kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phần video. Đầu tiên là về mặt trước của mẫu Santa Fe Hybrid này anh chị, thì anh chị thấy là đối với phần mặt trước thì nó gần như là không có sự khác nhau nhiều so với là mẫu xe Santa Fe dòng cao cấp máy xăng hoặc là máy dầu ha. Thì nó vẫn có những cái chi tiết như là mặt ca lăng mạ chrome đen bóng này, hình dạng của cái lưới tản nhiệt là dạng tổ ong này, cụm đèn chiếu sáng của nó vẫn là đèn chiếu sáng dạng full led anh chị. Với những cái chi tiết như là đèn định vị dạng T-shape này, rồi có đèn chiếu sáng pha cos dạng led hết. Ở phía trước vẫn có cảm biến phía trước ha, bốn cảm biến phía trước, có cái radar phía trước, camera 360 độ phía trước. Về tổng thể mặt trước thì không có sự khác nhau nhiều của mẫu xe hybrid này so với dòng máy xăng cao cấp anh chị. Về tổng thể về kích thước thì nó cũng gần như giống nhau, tại vì nó sở hữu chung một cái khung gầm và cái kích thước tổng thể anh chị. Phần bên hông xe thì anh chị thấy là mẫu hybrid này nó vẫn được trang bị cho mình là cái bánh mâm của dòng cao cấp ha. Với dòng bánh mâm nó kích thước là 19 inch, và với cái nữa là cái bánh mâm này nó sẽ được đi kèm là cảm biến áp suất lốp. Hệ thống phanh trước sau của Santa Fe thì chắc chắn sẽ là dạng phanh đĩa rồi anh chị. Hệ thống treo thì nó sẽ là treo độc lập trước sau nha. Trên cái phần chi tiết về xe thì anh chị thấy là nó sẽ vẫn có cái phần mạ chrome ở đây, viền chân kính ở trên và viền chân kính ở phía trên này và viền chân kính ở phía dưới ha. Tay nắm cửa thì vẫn có cái phần tay nắm cửa mạ chrome tích hợp với một khóa một chạm. Về cái phần gương này anh chị, thì đối với gương của Santa Fe Hybrid nó vẫn được trang bị cái tính năng là cảnh báo điểm mù. Hầu như cái sự khác nhau lớn nhất của mẫu Santa Fe Hybrid nó sẽ đến từ vận hành anh chị. Tuy nhiên trong video này thì em cũng muốn giới thiệu rất là chi tiết và đầy đủ về mẫu Santa Fe Hybrid này để cho anh chị mình có thể mình xem và mình hiểu cho rõ về sản phẩm này nha. Thì đối với phần phía sau thì nó sẽ có cái dòng chữ Hybrid ha, Santa Fe Hybrid phía sau đây. Cụm đèn hậu của mẫu Santa Fe Hybrid thì nó vẫn là dạng đèn hậu dạng led anh chị. Có phần cản ở phía sau là mạ chrome nè, cốp. Đối với cốp thì nó sẽ được trang bị là cốp điện. Mình có thể bấm nút ở đây và mở cốp từ xa anh chị. Một cái điểm khác đầu tiên mà em muốn chia sẻ đến quý anh chị ha, chính là nó khác nhau ở chỗ một cái phần đặt cái bình ắc quy. Thì đối với cái chi tiết Santa Fe Hybrid này thì anh chị, cái bình ắc quy nó sẽ đặt phía sau nha. Nó sẽ đặt phía sau đây, hình thì như thế này. Thì khi mà bình ắc quy đặt phía sau như vậy thì anh chị thấy là cái không gian cũng không có ảnh hưởng đến cái không gian cốp nhiều lắm ha, vẫn mang đến cái sự rộng rãi, cũng như là khi mình gặp cái băng hàng ghế thứ ba xuống, đem cái gặp xuống rồi đó anh chị, thì anh chị thấy là hầu như nó phẳng nè so với phần cốp luôn, để đầu rất là thoải mái. Cốp này thì nó vẫn có tính năng trang bị cho mình là nhớ cốp nè, cốp chống kẹt và chỉnh được tốc độ cốp anh chị. Rồi bây giờ em sẽ đi sâu về phần nội thất để chia sẻ kỹ hơn về mẫu Santa Fe Hybrid này nha. Cái đầu tiên chị có thể nhìn thấy là cái tông màu bên trong xe thì vẫn là tông màu nâu ha, kết hợp với màu đen, giống như phiên bản máy xăng cao cấp hay là máy dầu cao cấp anh chị. Và một điểm khác thứ hai mà em muốn giới thiệu đến với anh chị chính là ở cái phần ghế đây. Đây anh chị, thì đối với hàng ghế thứ hai này của mình nè, nó sẽ được trang bị là cái sửa ghế ha, ở hai cấp độ. Còn lại thì các chi tiết của bản Hybrid này với phiên bản xăng cao cấp thì không có sự khác nhau. Nó vẫn có lo hai bên cao đông nè anh chị. Đây, vẫn có phần ốp màu nâu ở đây, vẫn có rèm cao cấp. Đây, vẫn có cửa gió hàng ghế thứ hai và chất liệu ghế sẽ là ghế bột da. Bây giờ mình sẽ đi vào cái hàng ghế thứ nhất ha. Thì ở hàng ghế thứ nhất đây là em sẽ quay anh chị này. Nó vẫn có là lên kính auto ha, bốn kính. Vẫn có cái nút gọi là C anh chị, khóa an toàn thông minh ở đây. Và một điểm khác thứ ba mà em muốn giới thiệu đến quý anh chị chính là ở cái chỗ này. Vị trí mình có thể chỉnh cái đèn chiếu sáng của mình ha, lên xuống ở đây. Xe vẫn có giữ làn đường nè, mở cốp ở phía sau nè, cân tắc cân bằng điện tử nè. Về ghế thì nó sẽ là ghế chỉnh điện cho cả ghế tài lẫn ghế phụ nha. Đây là không gian nội thất của mẫu Santa Fe Hybrid anh chị. Thì đối với Santa Fe Hybrid này thì nó vẫn có cái màn hình ở phía sau vô lăng sẽ là kích thước là 12.35 nè.
màn hình AVN dẫn đường những kích thước là 10.25 inch. Đó. Và riêng một điểm khác ở đây anh chị chính là về cái chế độ vận hành ha anh chị. Thì đối với mẫu Santa Fe Hybrid này, nó sẽ được trang bị là vừa có chế độ lái và vừa có cái chế độ vận hành. Với cái chế độ vận hành này thì anh chị thấy là xe sẽ được trang bị cho mình là ba cái chế độ lái nè, Smart nè, Sport nè và Eco, nó sẽ không có chế độ Comfort ha. Ngoài ra thì đối với động cơ hybrid này nó sẽ có thêm ba cái chế độ địa hình nữa là đi trên trên tuyết nè, trên bùn nè và trên cát nè. Rồi tới một cái điểm khác thứ tư anh chị, chính là cái tính năng là Driver Only, làm mát ở dành khi mà đi một người anh chị ở đây. Còn lại thì trên phần yên ngựa này nó cũng gần giống như cái con cao cấp thôi, không khác gì cả, vẫn có sạc không dây ở đây. Sạc không dây rồi vẫn có làm mát ghế, sửa ghế, cần số dạng nút bấm, điều hòa tự động hai vùng, sửa vô lăng, auto horn, cảm tắc bật cảm biến trước, rồi tính năng hỗ trợ đổ đèo, điều hòa hai vùng ha anh chị. Không có khác nhiều so với là phiên bản Santa Fe máy xăng cao cấp ha. Rồi đến cái điểm khác cuối cùng chính là cái điểm mà khác biệt nhiều nhất của mẫu Santa Fe Hybrid so với Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp, chính là về phần vận hành và động cơ. Thì với cái Santa Fe Hybrid này nó sẽ sử dụng là động cơ 1.6 turbo nha anh chị, đi kèm với đó là hộp số 6AT. So với cái động cơ phiên bản máy xăng cao cấp á, thì nó sẽ sử dụng động cơ là 2.5. 2.5 sản sinh ra công suất là khoảng 180 mã lực. Thì con này nó sẽ kết hợp với động cơ điện ở đây nữa anh chị, động cơ điện bên này. Thì nó sẽ sản sinh công suất tổng của hai con này luôn là tầm khoảng 230 mã lực lận, tạo ra cái sự vận hành rất là mạnh mẽ dành cho mẫu Santa Fe Hybrid này ha. Về cái mức tiêu hao nhiên liệu thì đối với Santa Fe Hybrid thì con này cái mức uống xăng của nó chỉ tầm khoảng là 6,36 lít trong 100 cây thôi chị. Tiết kiệm khá là nhiều so với phiên bản máy xăng thường thường xăng anh chị, là khoảng em nhớ là khoảng 10 lít, tại con kia nó máy nó khoảng 2.5. Rồi em sẽ nói một tí về cái chế độ vận hành của mẫu Santa Fe Hybrid này để cho anh chị mình có thể mình dễ hình dung ha. Thì đầu tiên là khi anh chị bắt đầu mình khởi động xe, thì lúc này nó sẽ sử dụng động cơ là điện ha. Khi anh chị bắt đầu mình tăng tốc từ không lên những km đầu tiên thì nó sẽ sử dụng động cơ điện, tại vì đối với động cơ điện thì cái mô men xoắn của nó lớn. Lúc này thì khi mà mình tăng tốc thì nó sẽ hiệu quả hơn là so với động cơ xăng ha. Và khi anh chị mình duy trì ở những cái tốc độ thấp thì lúc này xe nó sẽ vẫn ưu tiên sử dụng là động cơ điện ha anh chị. Trường hợp là bình nó yếu thì nó nhắc này cái động cơ xăng nó sẽ kích hoạt thêm để nó sạc pin lại cho cái pin của mình để vận hành xe ha. Rồi sau đó là xe mình sẽ đi qua những cái tình huống như là mình tăng tốc nè, hoặc là mình lên dốc cầu rồi đó, thì lúc này là sẽ có sự kết hợp giữa cả động cơ điện và động cơ xăng để cho xe của mình tăng thêm cái mô men xoắn, để nó vận hành một cách êm ái, mượt mà và trơn tru ha. Và khi xe mình thả dốc hoặc là đi ở chế độ điều ga thì này nó sẽ kết hợp cũng cả hai luôn, bao gồm động cơ điện và động cơ xăng luôn. Và khi xe mình có thể là mình xuống dốc thì lúc này cái động cơ nó sẽ ngắt động cơ và nó sẽ sử dụng phanh để tái tạo lại cái năng lượng cho pin của mình ha. Đó là cái phần cái quy trình về cái hoạt động, cơ cấu hoạt động của động cơ hybrid anh chị. Thì anh chị có thể theo dõi kỹ hơn nữa thì em có để trên màn hình đó, anh chị có thể mình tiện theo dõi ha. Về cái chế độ bảo hành thì mẫu Santa Fe Hybrid này sẽ được bảo hành cho mình là 5 năm hoặc là 100.000 cây tùy điều kiện nào đến trước nha. Bao gồm cả cái phần pin trong cái xe của mình luôn. Hiện tại thì đối với mẫu Santa Fe Hybrid này anh chị thì nó sẽ được những được trang bị cho mình là 6 màu ha. 6 màu cơ bản giống như là những cái màu của Santa Fe phiên bản máy xăng hay máy dầu cao cấp thôi. Xe thì hiện tại đang có sẵn tại đại lý Hyundai Tedo bên em. Anh chị mình quan tâm và muốn xem mẫu xe này thì em kính mời anh chị đến với đại lý Hyundai Tedo ha. Địa chỉ tại số 91 Cách mạng tháng 8 An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ, để mình có thể xem mẫu xe cũng như là trải nghiệm cái mẫu Santa Fe Hybrid này nha. Về mức giá thì con này nó sẽ có mức giá bán 1.450.000 anh chị. Về cái mức lăn bánh cũng như là về mức trả góp thì anh chị có thể tham khảo trên cái màn hình này giúp em ha, để mình có thể lựa chọn cũng như là cân nhắc cái tài chính cho nó phù hợp anh chị. Rồi kính chào với anh chị ha, em là Kiệt đến từ Hyundai Tedo tại Cần Thơ.